về viên uống thảo dược giảm cân Goga nhé. Hãy cùng bắt đầu nào, giảm cân Goga là gì? Viên giảm cân Goga là sản phẩm được chiết xuất từ những loại thảo dược quý hiếm được điều chế theo phương pháp dân gian y học cổ truyền kết hợp công nghệ hiện đại được mệnh danh là khắc tinh mỡ thừa được nhiều báo chí và đài truyền hình đưa tin. Goga được rất nhiều người tin dùng và hoàn toàn bị thuyết phục vì hiệu quả mà nó mang lại. Nguồn gốc xuất xứ, viên giảm cân Goga được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Thăng Long. Hiện đang được phân phối độc quyền bởi công ty The Gate. Hiện nay để mà nói giảm cân thì có rất nhiều phương pháp, nhưng để giảm cân hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe, không gây mất nước thì không có nhiều. Một trong số đó được rất nhiều người lựa chọn đó chính là sản phẩm giảm cân Goga từ thảo dược tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn thực phẩm cũng như các quy định của pháp luật. Việc bào chế dưới dạng viên nang dễ sử dụng, giúp người dùng chỉ cần uống một viên đã có hiệu quả bằng uống vài thang sắc. Với phương pháp này, bạn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ Đông y nhưng hiện đại và hiệu quả hơn rất nhiều. Trong những năm qua, với những đóng góp lớn giúp hàng nghìn người giảm cân thành công, tạo được niềm tin lớn cho khách hàng. Giảm cân Goga có tốt không? Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, không tác dụng phụ. Giảm mỡ, không giảm nước, không gây nên các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt như các sản phẩm trôi nổi khác trên thị trường. Tất cả các cơ địa khó đều có thể giảm nếu sử dụng sản phẩm đúng cách theo hướng dẫn. Với bài thảo dược giảm cân này, phải sử dụng 100% thành phần từ thiên nhiên được trồng trên vùng núi Tây Bắc. Chứ dùng thảo dược được trồng ở nơi khác thì không có tác dụng. Công dụng của thảo dược giảm cân Goga: giảm các mô mỡ trong cơ thể, giảm mỡ đúng vùng thừa cân, giảm đúng vùng bụng, đùi, bắp chân, bắp tay, không ảnh hưởng tới các vùng cơ thể khác, ngăn ngừa sự hình thành của các mô mỡ tích tụ trên cơ thể, đào thải mỡ thừa ra ngoài theo tuyến mồ hôi và đường bài tiết, không lo gây mệt mỏi, không cần ăn kiêng quá kham khổ hay luyện tập khắt khe mà vẫn xuống ký, giảm nhiều cân vẫn săn chắc cơ thể, không bị chảy xệ trùng nhão, phù hợp với mọi cơ địa. Đối tượng sử dụng: phụ nữ sau sinh nhiều mỡ thừa, đặc biệt vùng bụng, đùi, người thừa cân béo phì lâu năm, cơ địa lì, khó giảm, dễ tăng cân, hay thèm ăn, người đang có nhu cầu giảm cân để trở lên thon thả hơn. Những lười vận động, công việc bận rộn, khó áp dụng chế độ ăn kiêng, nhưng muốn giảm béo hiệu quả. Người thường xuyên sử dụng bia rượu bị béo bụng, bụng phệ, lưu ý, không sử dụng cho phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú, người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Cách sử dụng thảo dược giảm cân Goga: uống 1 đến 2 viên mỗi lần, mỗi ngày uống 2 lần. Uống trước ăn 30 phút, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học, tăng cường vận động, dùng liên tục tối thiểu 2 đến 3 tháng. Uống duy trì, dùng 1 viên mỗi lần một ngày vào buổi sáng, sau khi đã đạt cân nặng mong muốn. Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm. Thảo mộc giảm cân Goga giá bao nhiêu? Sản phẩm chính hãng có giá dao động 950.000 đồng một hộp 60 viên nang. Goga mua ở đâu? Sản phẩm được bán nhiều nơi trên mạng nên gây khó khăn cho khách hàng trong việc chọn nơi uy tín để mua. Hiểu điều đó, mình đã tìm hiểu và xin khuyến nghị mọi người nên đặt hàng tại website chính thức qua đường dẫn dưới phần mô tả video để nhận được hàng chính hãng. Đồng thời, các bạn sẽ được ưu ái giao hàng miễn phí toàn quốc, rất an toàn và tiện lợi nhé. Trên đây là những thông tin về sản phẩm viên uống thảo dược giảm cân Goga, hy vọng có ích cho mọi người. Chúc mọi người giảm cân thành công, nếu thấy video hữu ích nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!